Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa Oppo A5s khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình, và đặc biệt là ảnh và video của chúng ta thì sẽ không bị xóa đi nhé, tức là nó vẫn còn nguyên nhé, nó không bị xóa đi. Thậm chí là nếu mà danh bạ trước đó mà các bạn cũng đã từng xuất danh bạ ra một cái file danh bạ đấy thì các bạn cũng sẽ không bị mất danh bạ nhé. Ở đây chỉ là một cái ví dụ của mình thôi nhé, vì con điện thoại này của mình thì mình vẫn nhớ mật khẩu nhé, nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình sẽ giả sử là mình quên mật khẩu. Và trước khi thực hiện thì mình sẽ vào bên trong để cho bạn coi ảnh và danh bạ của mình vẫn còn nhé. Đây mình sẽ mở khóa màn hình của mình này. Đó. Đây nhé, mình sẽ vào ảnh cho bạn coi này. Ở đây thì mình có là 12 ảnh và 6 video ở trong album ảnh này nhé. Đó. Và mình sẽ cho các bạn coi cái danh bạ của mình. Đó, danh bạ của mình đây nhé. Đây chẳng hạn là ví dụ các bạn đã từng xuất danh bạ ra một cái file danh bạ nhé. Ví dụ các bạn xuất sang thiết bị lưu trữ này. Đó, các bạn chọn tất cả này. Đó, các bạn chọn là xuất cho mình nhé. Đó. Như vậy là ví dụ mà các bạn đã từng xuất một file danh bạ thì tẹo nữa các bạn cũng có thể là lấy lại được danh bạ nhé. Ok, bây giờ mình sẽ giả sử là mình bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này nhé. Rồi khi mà các bạn bị quên mật khẩu màn hình như này thì các bạn mà không chắc chắn được cái con điện thoại của bạn là Oppo A5s thì các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách là các bạn chọn vào cuộc gọi khẩn cấp cho mình này. Sau đó các bạn sẽ gõ cho mình cái lệnh đó là sao thăng 899 thăng. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là software version. Đó đây, các bạn để ý cái model của nó là CPH1912 nhé. Thì các bạn vào Google, các bạn sử dụng điện thoại khác, các bạn vào Google, các bạn tra cái mã này thì nó cũng ra đây là con Oppo A5s nhé. Con này thì nó đang chạy cái phiên bản Android là 8.1.0 này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhé. Trên màn hình máy tính của mình đã chuẩn bị sẵn cái tool, nó là MTK All Bypass Tool version 31 nhé. Thì link tải cái tool này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải về. Sau khi tải về thì các bạn cũng cho ra màn hình desktop giống như mình nhé. Rồi trước khi giải lén cái tool này thì mình khuyên là các bạn nên tắt cho mình cái phần mềm diệt virus ở trên máy của các bạn đi. Ở đây thì mình sử dụng cái phần mềm Windows Security của Windows 10 nhé. Mình sẽ vào cái mục đó là Virus and Threat Protection này. Rồi các bạn sẽ tìm cho mình cái mục là Manage Setting. Ở cái mục Real Time Protection các bạn sẽ off đi cho mình nhé. Các bạn chọn Yes này. Đó, off như này là ok rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành giải lén cái tool này ra bằng cách là chuột phải vào cái file này, chọn vào Extract Tool MTK. Các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu giải lén vào là Full Done. Các bạn chọn OK cho mình này. Đó, cái tool mà mình vừa giải lén ra đây nhá. Mình sẽ mở cái thư mục này ra này. Đầu tiên là các bạn cần phải cài đặt driver cho mình nhá. Các bạn mở cho mình cái thư mục driver này. Các bạn chỉ cần cài đặt cho mình cái file driver này thôi nhá. Qualcomm MTK driver này. Các bạn kích đúp vào cho mình. Các bạn chọn Yes cho mình này. Rồi các bạn cứ chọn Yes cho mình. Các bạn chọn cho mình vào cái chữ Trung Quốc này nhá. Ok, rồi mình sẽ bấm vào Finish này nhá. Rồi mình sẽ quay trở lại này. Mình sẽ mở cái tool MTK All Bypass Tool này lên nhá. Mình sẽ chọn là Yes này. Rồi cái tool của mình như này nhá. Các bạn sẽ kích cho mình vào cái mục đó là Factory Reset Meta nhá. Đó nó sẽ khôi phục trong cái chế độ là Meta Mode nhá. Các bạn kích vào đây cho mình này. Rồi bây giờ thì các bạn cần phải tắt điện thoại đi cho mình nhá. Các bạn tắt điện thoại đi cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ kết nối cho mình con điện thoại này với máy tính nhá, bằng chính cái cáp sạc của nó này. Một đầu này thì mình sẽ gắn luôn vào máy tính này. Rồi sau khi mà điện thoại này đã tắt hẳn rồi thì các bạn sẽ bấm giữ đồng thời cho mình hai phím, đó là phím tăng âm lượng và phím giảm âm lượng nhá. Các bạn phải bấm giữ hai cái phím này cho mình. Đó, sau đó là các bạn ghim cáp vào cho mình nhá. Đó, rồi các bạn nhìn ở trên tool nhá. Đó, nó đã báo là Reboot to Meta Mode này. Thì các bạn nhả ngón tay ra cho mình nhé. Bây giờ nó sẽ vào cái chế độ này là Meta Mode này. Đó, các bạn để ý màn hình màu xanh nhé. Rồi, như vậy là cái quá trình Reset User Data đã thành công này. Và bây giờ nó đang khởi động lại. Đó, nó đang khởi động lại điện thoại của mình nhé. Nó vào cái chế độ là Recovery Mode này. Bây giờ thì các bạn cũng không cần đến máy tính nữa nhé. Các bạn rút cáp ra cho mình này. Bây giờ nó đang vào cái chế độ là Recovery Mode nhé. Để nó wipe data. Đó, nó đang wipe này. Rồi bây giờ thì nó sẽ khởi động lại điện thoại nhé.
Ok các bạn để ý nhé, điện thoại của mình đã khởi động lên rồi này. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào là tiếp tục nhé. Đó, các bạn chọn cho mình quốc gia là Việt Nam này. Các bạn chọn tiếp cho mình này. Các bạn chọn cho mình là tiếp tục này. Các bạn kết nối cho mình vào wifi nhé. Rồi mình sẽ bấm là kết nối này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là tiếp theo này. Các bạn sẽ bấm cho mình là tiếp tục này. Đó các bạn để ý nhé. Đến đây thì nó vẫn yêu cầu mình phải nhập cái mật khẩu vào này. Các bạn sẽ bấm cho mình là hủy nhé. Ở đây nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Các bạn có thể là nhập đúng cái tài khoản Google của bạn. Trước đây các bạn đăng nhập ở trên máy này nhá, là các bạn vào được. Còn các bạn mà bị quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên máy thì các bạn có thể là quay trở lại cho mình cái màn hình ban đầu nhá. Đó, cái màn hình chọn ngôn ngữ này. Hoặc là vừa nãy ngay ở cái màn hình chọn ngôn ngữ này, các bạn cũng có thể bấm cho mình vào là cuộc gọi khẩn cấp này. Sau đó các bạn gõ cho mình cái lệnh đó là sao thăng 813 thăng. Các bạn chọn cho mình là setup phone này. Đó các bạn để ý nhá. Nó đã vào được cái màn hình chính này rồi. Nhưng mà hiện tại cái ngôn ngữ của nó đang là tiếng Anh này. Mình sẽ thay đổi ngôn ngữ cho nó nhá. Các bạn chọn cho mình vào là setting này. Các bạn chọn cho mình vào cái chỗ có chữ A này. Language and region này. Các bạn chọn cho mình vào là language này. Các bạn chọn cho mình ngôn ngữ là tiếng Việt nhá. Đó. Mình chọn done này. Mình chọn là train to Vietnamese này. Rồi, ngôn ngữ của mình đã là tiếng Việt rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi kiểm tra xem ảnh và danh bạ của mình còn hay không nhá. Đây, trước khi kiểm tra này thì mình cũng sẽ tháo cái khay SIM ra nhá. Để cho các bạn coi là trên máy thì mình cũng không hề là lắp thẻ nhớ nhá. Đó, đây nhá, mình sẽ kiểm tra ảnh này. Các bạn chọn OK cho mình này. Đó, các bạn để ý này. Ảnh và video của mình vẫn còn nguyên nhá. Mình vẫn còn 12 ảnh và 6 video này. Rồi mình sẽ đi kiểm tra danh bạ của mình coi sao nhá. Đây mình sẽ bấm vào danh bạ. Đó, danh bạ của mình thì không còn nhá. Nhưng mà nếu mà trước đó mà các bạn đã từng xuất một cái file danh bạ thì các bạn hoàn toàn có thể là lấy lại được danh bạ nhá. Các bạn sẽ bấm cho mình vào là nhập VCAC từ bộ nhớ điện thoại này. Đó, các bạn chọn cho mình cái dòng thứ hai này là nhập VCAC từ bộ lưu trữ điện thoại nhá. Đó, nó sẽ quét ở trên máy của chúng ta. Mình bấm là OK này. Đó, các bạn để ý nhá, là những cái file danh bạ mà trước đây các bạn đã từng lưu thì nó không bị xóa đi nhá. Ví dụ ở đây mình chọn cái file danh bạ mà vừa mình đã từng xuất ra này. Đó, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022 này. Các bạn chọn cho mình cái file danh bạ vừa lấy mà mình đã xuất ra nhá. Rồi mình sẽ bấm vào là nhập này. Đó, các bạn để ý nhá. Như vậy là danh bạ của mình cũng đã về rồi nhá. Nếu mà trước đó mà các bạn đã từng xuất cái file danh bạ ra thì các bạn hoàn toàn có thể là lấy lại được danh bạ. Đó. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa được Oppo A5s khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình. Đồng thời là video và ảnh của chúng ta sẽ không bị mất nhá. Hoàn toàn vẫn còn nguyên. Thậm chí là danh bạ trước đó mà các bạn đã từng xuất ra những cái file danh bạ thì các bạn cũng có thể là lấy lại được danh bạ của chúng ta nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.